Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của mạch đèn nhấp nháy dùng transistor. Về sơ đồ cấu tạo thì gồm có hai transistor T1 và T2 có model là C828. Các tụ điện C1 và C2 có điện dung là 47 microfarad, điện áp chịu đựng là 16V. Tụ điện C có điện dung là 100 microfarad, điện áp chịu đựng là 16V. Các điện trở R1, R2 có chỉ số bằng 47 kiloohm và diode D. Sau đây tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn về nguyên lý làm việc của mạch đèn nhấp nháy dùng transistor. Khi ta đưa một điện áp xoay chiều có điện áp từ 6 đến 8 V đi qua diode D và tụ lọc C. Lúc này diode D và tụ lọc C sẽ nắn thành dòng điện xoay chiều thành dòng điện một chiều đặt vào hai dãy đèn D1 và D2. Các transistor T1 và T2 được định thiên bởi các điện trở R2 và R1 có một trang mở và một trang đóng. Giả sử trang 1 mở, khi đó dãy đèn D1 sẽ sáng, tụ điện C2 sẽ nạp điện, trong khi đó tụ điện C1 sẽ phóng điện qua T1 đến một giới hạn UB. Ở T2 sẽ có điện áp bằng UH, khi đó T2 sẽ mở và dãy đèn D2 sẽ sáng. Ngược lại, vì điện áp trên T1 bị phóng hết, khi đó T1 sẽ đóng lại và dãy đèn D1 sẽ tắt. Chu kỳ sáng tắt của dãy đèn D1 và D2 phụ thuộc vào các yếu tố tụ điện và điện trở của mạch điện. Trường hợp với một mạch điện như trên vẫn dùng điện áp xoay chiều 8V cấp vào mạch điện, ta muốn dãy đèn D1 và D2 nháy chậm hơn thì ta có thể thay đổi chỉ số điện dung của C1 và C2. Trên mạch vừa rồi tôi vừa giới thiệu là tụ điện C1, C2 có điện dung là 47 microfarad, thì ta muốn dãy đèn D1, D2 nháy chậm hơn, ta có thể thay chỉ số điện dung của C1, C2 bằng 100 microfarad. Ngược lại, muốn dãy đèn D1, D2 nháy nhanh hơn thì ta cũng có thể thay đổi giá trị điện dung của C1, C2 bằng một giá trị điện dung nhỏ hơn, có thể bằng C1 bằng C2 và bằng 20 microfarad. Điện áp chịu đựng là 16V. Trên đây tôi vừa chia sẻ với quý vị và các bạn về sơ đồ cấu tạo và nguyên lý làm việc của mạch điện nháy sử dụng transistor. Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.